going crazy lately, I've been getting busy. Nowadays they know I'm up and so I see too many frillies. And she said it, I'm a beggar, but I promise I ain't Billy. Lately I've been feeling like I'll be the greatest in my city. Only thing I'm trying to do is go on pop like an Achilles. Don't come asking me for nothing, only thing you get is pity. It ain't nothing but some biddies in a function getting litty. With a drink all in a sippy, run a spit and get dizzy. Đố ai biết được bánh gì làm ta gắn kết và càng yêu thương, làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có năm vị, năm vị. Bánh có hình vòng ngon mê ly, sô cô la trắng, đen, cam, cùng kem phô mai và kem dâu. Bánh là bánh mà có hình vòng, thơm thơm ngon tới năm vị. Nghe là thấy độc nhất vô nhị, chỉ có thể là bánh đu quỳ. Đu quỳ đu quỳ donut, đu quỳ đu quỳ donut, đu quỳ đu quỳ donut, đu quỳ đu quỳ donut. Lấy ra cái bánh đu quỳ, ăn nhiều hơn nữa đi, đoán xem nào, đây là mùi hương gì? Bắt đầu nhắm mắt nè, ăn mình cùng ăn thả ga, đoán xem nào, dâu cam hay sô cô la? Đu quỳ đu quỳ donut, ta vui ta thêm gắn kết. Đu quỳ donut, nhà mình ngập tràn với năng lượng. Đu quỳ donut, ta vui ta thêm gắn kết. Đu quỳ donut, nhà mình ngập tràn với yêu thương. Yeah, yeah. Đu quỳ donut tràn năng lượng vui gắn kết.